đâu cha mà vô đài truyền hình được ăn uống bao nhiêu tiền phải đèo như này nè. Rồi mở đầu video hôm nay mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bữa nay cái nhánh chùm ruột này trái nó bự rồi, ai mà thích ăn chùm ruột đâm nước mắm thì hái vô đâm nước mắm nha. Rất là nghe nói tới là chảy nước miếng. Còn cây khế tàu bên đây thì không gầy mưa cho nên nó không có trái, nó có mấy chùm ít trái à. Trái này làm gì sao? Tiền nó canh hay gì nè. Cái này mùa hến mà không được ngon. Hến còn ní ní không? Bữa ăn thịt lợn rừng, nay ăn thịt lợn nuôi. Mới quay ra nóng hổi dần gùm. Ủa con trái hả? Ừ, trái được. Cái dừa này bẻ xuống non quá, bể à. Không phải non, nạo rồi nhưng mà nó rớt lên trên gốc cây á. Bảnh luôn, chảy nước. Đứng dưới hạ thồng đúng không? Rồi, có cái dừa ăn à. Cái này nó ngon. Món này nấu rất nhiều lần à, cho nên mới sơ sơ co nước dừa nha. Nước dừa mới chặt ra mình ăn hết cái rồi, còn cái nước kho heo quay, kho nước dừa với nước tương này, mình kho nước mắm mà nó rút vô như tàu hũ vậy, khỏi ăn luôn. Con trẻ tét ra làm hai cái bọn luôn. Chính vậy nè, nó ngon nè, nó mới dẻo nè. Còn mấy kia nó rượu hết rồi. Có bị nhiều không? Có nhiều dừa không? Bớt dừa ra. Thôi nhiều đi chứ béo trời, công tình lột.
đó là một hai trái cho nó béo à, còn giống nội nữa. Ừ. Chị Khánh nó cốt ít thôi gì nữa, phải lan là ba chân luôn rồi. Phải lan để mai nấu ăn sướng biết nào đó, mà nhà mình đạt cũng làm được nữa. Nó bay vô tay cái là chết. Không có cạo. Đừng còn nhám nhám, còn nhám đang cầm chứ mà trơn cầm là vô tay đó. Ai mà không có nước cốt dừa vậy ăn cốt dừa lon nó nhìn mày khoái lắm. Ở nước ngoài ăn nước cốt dừa lon không ạ? Nó đâu có béo như này, chắc bảo quản rồi nữa ha. Cái này là nguyên si. Bé gạo, bé gạo, bé gạo, bé gạo. Cái đầu nhân trai vậy đó. Đó. Nhìn chưa thấy quen hay gì là mấy ngày về bển rồi, mấy ngày cái làm gì nó lạ lạ. Lạ. Ừ. Trời ơi trời, mặt cái áo phát nách cơ kìa chị. Nhìn thấy ghét không chị? Dạo à, ông cụ hả nè. Thật ra ông cụ hai ẩm đi. Cụ hai á. Đâu lại gọi hai mặt bà cháu nó coi giống nhau không? Có giống bà cháu không? Hai bé gạo về chơi à. Hai bé gạo về chơi nè. Thấy không? Bây giờ mình khắn nước cốt nha, chị Sáu dắt xong rồi. Đây là bột bán bỏ vô luôn. Bỏ bột bán vô. Mình bỏ đường vô. Đường mình đem tùy theo mình, ngọt lạc thôi. Thích ăn ngọt thì thêm ngọt. Mình bỏ vô miếng muối lạc mà bỏ thêm thêm cái này mình bỏ ba cái mình bỏ bột bán vô nè, thì mình bỏ một tí xíu bột năng vô thôi. Ngon lắm á mẹ. Dạ, con ăn gạo với hến này đúng không mẹ chùa nè? Đúng không? Ừ. Giờ biết con gái là vô. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, tới giờ cơm. Quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ món hến xúc minh, hến xúc minh đà. Thơm mà. Bé bừng ăn chút xíu bởi vì nó rớt rồi phải rồi. Cái bánh này rạc, chút mà mặn mặn nó ngon. Có răng mà, rớt rớt mà. Nè mở nè coi không, mở cái da nè. Ăn con sâu ăn hết rồi. Nghe da cũng được. Ừ, nghe không được không? Hấp cháo luôn. Nghe hến cũng được. Ngon, giòn, bánh giòn, thơm, thêm hến, xả ớt nữa.
gì no rồi đâu ăn cơm nổi. Sao mấy sáng chấm nhà canh cho nó mềm á. Vậy đó. Ba chữ mới không? Ba chữ mới. Ờ đúng không? Ngang gộp gộp. Gộp gộp. Mang thử một cái ăn ngon lắm. Có thêm mè đó nha, nó làm cho nó bùi bùi, nó thơm thơm. Thơm thơm. Nhận tiền. Hai. Mấy ăn ngon. Cúc trong miếng. Rồi có ớt nó chi cay nè. Mà ừ, ớt mà. Ớt nó không có cay. Hay hay ăn ngon. Mình nhúng nước canh ra ăn ngon. Mềm. Ừ. Hả anh chấm mắm thì là ngon. Ăn cơm này dinh nè, con này ở đó. Mẹ muốn cho con thêm gì không? Ừ. Thôi nó ăn rau nhiều dữ rồi hả? Thôi đừng cho ăn nhiều ạ. Lâu rứt chứ. Cho con ăn bánh đa đi. Ăn bánh đa đi. Con nóng gì không? Ngon lắm. Ngon nào? Ngon rồi. Ngon đấy. Da heo mình mấy. Ăn bánh đa với hến nè. Da heo mỡ heo kìa. Đâu ăn. Vì nó ăn cơm không thì mình ăn thôi thì thóc. Thì cứ cơm đây. Mới được coi cánh nó trong và mở rồi thái à. Thôi quay đó hai ăn thôi. Đó. Chị mưa nữa rồi đó. Tháng nữa, tháng của trời. Khó ăn hả chưa? Chưa. Có mùi dày dòng cái hoa. Mèo nữa nha. Ừ, cái gì? Để đây. Để này không? Bỏ. Phân rồi không? Mẹ ăn thịt thịt ngon. Thế coi này là chuyện gì nào? Thế mình. Thế thì ngon anh. Hay được mấy trái? Bốn trái. Trái. Mười cái nắng lên nè. Anh về em tính coi ăn. Dạ. Im không? Con chấm 100 điểm. Cưới mẹ con lọt. Mẹ ăn ngọt nên chăm nhỉ? Nước cốt cũng là chăm để cái nào cũng chăm để. Nước cốt và chính giác là anh làm á. Cái nào cũng nhiều điểm. Để cái chuối này mày mắng không?
rồi. Cho cháu ăn 7 miếng đi. Uống là được không? Uống cuối xong rồi không biết tốt. Lấy cái muỗng gãy đồ phòng. Biết bao nhiêu muỗng. Ở trong chổng hả bơi, ở chổng có một cái nhiều á. Mỹ rồi, rồi mọi người thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Có bột bán vô cái nước cốt mình nó ngon ngọt. Cái này em nghĩ em bỏ miếng hành nó thơm. Thôi nhưng mà chú ấy vừa này tao có đây hành. Hôm nay nãy ăn trái hả? Ăn có đậu phộng vô không? Có phòng là đúng bài đó rồi. Ừ. Được không? Ngon rồi, một chén này. Vừa sôi lên là em đổ chuối này vô nè, rồi cái em để lửa riu riu á, nó sao là đạp cho em trộn sơ sơ thôi. Để cho nó riu riu hồi nó thấm vô miếng chuối. Xong em đổ một cốt nhất vô rồi là xong đó. Ăn béo. Nó thấm vô miếng chuối nó ngon lắm rồi. Còn này nước cốt ra, nước cốt mà chuối ra. Cái này lần đầu tiên em ăn luôn á. Dẻo ngon, chị thích đây à. Đang không, bởi vì nó có chồng về Long Xuyên rồi ăn những khác để chơi chồng. Đang như vậy, đang chứ mỗi sao. Mỗi thứ mỗi khác. Cách ăn cũng vậy. Có một bá là thích. Vừa nhiều mà dắt ít để hiểu béo. Thấy nó cốt vậy là vừa đó. Dắt quá là nó cốt dở. Dắt nước nhiều quá là dở. Mỉnh lã. Chay không biết. Chay không ngon. Cũng chưa đâu rồi. Nằm chậm không ai nói chuyện nó ngủ mà ai nói chuyện nó chơi hoài nữa. Chơi đáng yêu. Hả? Cha có quánh thôi chưa? Nhỏ quá. Nhỏ quánh thôi. Rồi giờ quánh nào thấy cha quánh thôi cái nào. Cưng vậy á còn đòi nữa. Quánh mới nên. Anh giữ gì? Trời lại mưa rồi. Mưa cái trong nhà tối mịt luôn.